vn youtuber xin chào quý vị và các bạn các bạn thân mến trong mấy năm vừa qua không ít lần dư luận mạng xôn xao về các câu hỏi liệu ngày nay nếu có chiến tranh trên bộ thì trung quốc có thể huy động bao nhiêu quân để đánh việt nam như các bạn đã biết việc huy động tức thời được bao nhiêu quân phụ thuộc vào quân số thường trực của quân đội đó và lực lượng tại chỗ ở khu vực gần chiến trường để giúp các bạn có thêm thông tin về lực lượng trung quốc và thế bố trí của họ ở hướng biên giới việt trung trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin trình bày một vài thông tin xoay quanh chủ đề này. Như trong bản tin số 93 tìm hiểu về thực lực của lục quân Trung Quốc, chúng tôi đã đề cập hiện tại, lực lượng quân chủ lực cơ động của lục quân Trung Quốc có 18 tập đoàn quân, phân bố ở các quân khu khác nhau với số lượng khác nhau. Trước đây, Trung Quốc chia lãnh thổ ra thành 7 đại quân khu, trong đó hai quân khu Thành Đô và Quảng Châu là giáp Việt Nam. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016 trở đi, Trung Quốc đã cải cách xóa bỏ 7 quân khu để lập ra 5 chiến khu. Cụ thể hiện nay Trung Quốc có các chiến khu Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm. Trong đó, biên giới Việt Trung nằm hoàn toàn trong vùng lãnh thổ của chiến khu Nam. Cùng với sự chia tách lãnh thổ, các chiến khu cũng chia tách lại các tập đoàn quân trực thuộc. Cụ thể, quân khu Thành Đô và Quảng Châu trước đây, mỗi quân khu có 2 tập đoàn quân. Thành Đô có tập đoàn quân 13 và 14, còn Quảng Châu có tập đoàn quân 41 và 42. Tuy nhiên, khi chuyển thành chiến khu Nam, thì chiến khu Nam gồm toàn bộ quân khu Quảng Châu, cộng thêm hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu, còn các tỉnh khác của quân khu Thành Đô thì chuyển sang chiến khu Tây. Do đó, tập đoàn quân 14 chuyển về thuộc chiến khu Nam, còn tập đoàn quân 13 thì chuyển về thuộc chiến khu Tây. Như vậy, lực lượng chủ lực cơ động của chiến khu Nam gồm có 3 tập đoàn quân mang các phiên hiệu là 14, 41 và 42. Có một điều đáng chú ý là các phiên hiệu 14, 41 và 42 đều là các phiên hiệu cũ của ba trong số 9 quân đoàn Trung Quốc đã tham gia cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu lần lượt về ba tập đoàn quân này. Trước hết, nói về tập đoàn quân 14. Tập đoàn quân này hiện đóng trụ sở tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Số hiệu của tập đoàn quân này là 77200. Hiện tại, biên chế của tập đoàn quân 14 gồm các sư đoàn cơ giới số 31 với 5 trung đoàn trực thuộc, trong đó có 2 trung đoàn bộ binh 9293, 1 trung đoàn pháo binh, 1 trung đoàn cao xạ, 1 trung đoàn thiết giáp do kết hợp trung đoàn xe tăng 18 của sư đoàn xe tăng số 5 với trung đoàn bộ binh 91. Tiếp đó là sư đoàn cơ giới hóa số 40 gồm trung đoàn 118 và 119, trung đoàn pháo binh, trung đoàn cao xạ và trung đoàn thiết giáp do kết hợp trung đoàn xe tăng 19 của sư đoàn xe tăng 5 với sư đoàn bộ binh 120. Ngoài hai sư đoàn bộ binh cơ giới hóa nói trên, tập đoàn quân 14 còn có các trung đoàn lữ đoàn trực thuộc khác như lữ đoàn thiết giáp, lữ đoàn pháo binh, lữ đoàn cao xạ, trung đoàn thông tin, trung đoàn công binh, trung đoàn phòng hóa, trung đoàn cầu phao, tiểu đoàn huấn luyện. Tập đoàn quân 41 theo từ điển paikhua.baitu.com vốn là được xây dựng trên nền tảng quân đoàn 41 từng xâm lược Việt Nam. Số hiệu của tập đoàn quân này là 75100. Hiện tại, trụ sở của Bộ Tư lệnh Tập đoàn 41 đóng tại Liễu Châu. Biên chế hiện tại của Tập đoàn Quân 41 gồm thứ nhất là Sư đoàn Bộ Binh Cơ giới 123. Sư đoàn này hiện đóng quân tại Quý Cảng. Trong biên chế của nó có hai trung đoàn Bộ Binh Cơ giới mang phiên hiệu 367 và 369, một trung đoàn thiết giáp, một trung đoàn pháo binh và một trung đoàn phòng không. Bộ phận thứ hai của tập đoàn quân 41 là lữ đoàn Sơn Cước 121 đóng tại Quê Lâm. Trong biên chế lữ đoàn 121 Ngoài bộ binh còn có một trung đoàn pháo binh trực thuộc. Tiếp đến là lữ đoàn cơ giới 122 cũng đóng tại quê Lâm. Trực thuộc lữ đoàn 122, ngoài bộ binh còn có một trung đoàn thiết giáp. Ngoài ba bộ phận nói trên, tập đoàn quân 41 còn có các đơn vị trực thuộc khác là một lữ đoàn tăng thiết giáp, một lữ đoàn pháo binh, một lữ đoàn phòng không, một trung đoàn hàng không lục quân, một trung đoàn thông tin, một trung đoàn công binh, một trung đoàn cầu phao. Các đơn vị này phân bố ở Liễu Châu hoặc các địa phương gần Bộ Tư lệnh Tập đoàn Quân 41. Khối chủ lực cơ động thứ ba của chiến khu Nam là Tập đoàn Quân 42, có số hiệu 75200, hiện đang đóng trụ sở tại Huệ Dương, Quảng Đông. Giống như Tập đoàn Quân 41, Tập đoàn Quân 42 của Trung Quốc vốn được phát triển từ Quân đoàn 42. Hiện nay các bộ phận trực thuộc của Tập đoàn Quân 42 gồm có Sư đoàn Bộ Binh Cơ giới 124, đóng tại thị trấn Trường Ninh, huyện Bắc La, tỉnh Quảng Đông. Trực thuộc sư đoàn này có trung đoàn 370, trung đoàn 372, một trung đoàn thiết giáp, một trung đoàn pháo binh và một trung đoàn phòng không. Thứ hai là sư đoàn cơ giới hóa số 163 đóng tại Triều Châu. Có hai trung đoàn cơ giới hóa số 487 và 488 cùng một trung đoàn thiết giáp, một trung đoàn pháo binh và một trung đoàn cao xạ. Đơn vị thứ ba của tập đoàn quân 42 là sư đoàn pháo binh số 1 đóng tại thành phố Thiểu Quan, Sư đoàn này gồm 4 trung đoàn pháo binh mang phiên hiệu số 25, 26, 27, 52 và một trung đoàn pháo phản lực hỏa tiễn mang phiên hiệu 209. Ngoài ra còn có hai đơn vị cấp lữ đoàn là lữ đoàn thiết giáp đóng tại thành phố Quảng Châu và lữ đoàn phòng không đóng tại thành phố Triều Châu. Các đơn vị khác trực thuộc tập đoàn quân có trung đoàn thông tin đóng ở Huệ Dương, trung đoàn phòng hóa đóng ở Thâm Quyến, lữ đoàn trực thăng số 6 hàng không lục quân đóng ở Phật Sơn. Trung đoàn tác chiến điện tử đóng ở Quảng Châu, Trung đoàn cầu phao số 84 đóng tại Trường Sa Hồ Nam và một đại đội lực lượng đặc biệt đóng ở thành phố Quảng Châu. Các bạn thân mến, các thông tin trên đây chúng tôi trích dẫn từ từ điển mở. baikua.baidu.com, một kiểu từ điển mạng của Trung Quốc, bắt trước theo từ điển Wikipedia. Theo đó, hai tập đoàn quân số 41 và 42 được liệt kê cụ thể vị trí trú đóng của các đơn vị bộ phận, nhưng tập đoàn quân 14 thì chỉ được liệt kê có mỗi vị trí Bộ Tư lệnh Tập đoàn Quân. Tuy nhiên ta có thể phán đoán là các đơn vị bộ phận của Tập đoàn Quân 14 cũng bố trí xoay quanh Bộ Tư lệnh Tập đoàn Quân tại Côn Minh. Như vậy, trong số 3 tập đoàn quân chủ lực của chiến khu Nam Trung Quốc thì tập đoàn quân 41 và 14 nằm gần biên giới Việt Nam ở hai hướng Tây Bắc và Đông Bắc. Theo ước tính, mỗi tập đoàn quân của Trung Quốc hiện có khoảng 40 đến 50.000 quân. Dĩ nhiên, trên đường biên giới Việt Trung Trung Quốc còn có các đơn vị quân sự nhỏ chú đóng bảo vệ biên giới, chứ không chỉ có các tập đoàn quân chủ lực đóng sâu trong nội địa. Mặc dù vậy, nếu lại có một âm mưu đánh bất thần sang Việt Nam như năm 1979 thì các tập đoàn quân chủ lực vẫn sẽ là nòng cốt. Nếu giả định Trung Quốc vì những lý do nào đó mà quyết định phiêu lưu quân sự với Việt Nam và họ huy động hai tập đoàn quân ở gần nhất là 14 và 41 vào trận chiến thì liệu rằng Việt Nam có thể chống cự được hay không? Mặt khác, so sánh về sức chiến đấu giữa một quân đoàn chủ lực của việt nam với một tập đoàn quân của trung quốc thì như thế nào những vấn đề này chúng tôi xin hẹn các bạn trong bản tin lần sau bản tin của vn youtuber hôm nay đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại